Hello, mến chào cả nhà mình. Ngày hôm nay em review một số hình ảnh con xe CDS50 nội địa Nhật về đời 2005. Xe nó mới chạy được có mấy trăm cây, rất là mới, rất là mới, như xe thùng vậy. Mới chạy được có mấy trăm cây à. Sơn si còn rất là mới, ốc tán còn sơn si 7 màu. Xứng đáng để anh em sưu tầm về chơi. Anh em mà muốn sưu tầm những dòng xe cổ thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0979 396 007, Zalo. Bên em sẽ trả lời từng cuộc gọi và từng tin nhắn cho anh em. Anh em cứ việc gọi, nếu mà cảm thấy tiện thì cứ việc gọi, còn anh em cảm thấy không tiện hay là gì đó thì anh em cứ việc nhắn tin cho em để em báo giá và phí ship từng khu vực cho anh em cho nó tiện. Riêng con xe CDS này nó rất là mới, nó màu đỏ mà rất là mới. Nước RAM của ốc tán câm đồ nó rất là mới. Rất là mới tại vì nó mới chạy được có mấy trăm cây thôi. Mấy trăm cây thôi. Anh em lưu ý là những dòng xe này là những dòng xe mà đấu giá bên Nhật về, còn những con dòng xe nào mà hải quan chính ngạch bao rút hồ sơ thì em sẽ báo với anh em trực tiếp luôn là bao rút hồ sơ như thế nào như thế nào, em sẽ báo trực tiếp luôn. Còn xe này là xe đấu giá bên Nhật về nên anh em hiểu và đừng có hỏi em mấy cái chuyện mà hồ sơ. Cảm ơn anh em. Đầu nòng nó còn rất là sáng, rất là mới, nguyên zin chưa đụng chạm, cần số còn rất là bén vì nó chạy quá ít, chạy không mấy trăm cây, quá ít. Ốc tán rồi còn rất là đẹp, xứng đáng anh em sưu tầm về chơi trưng bày những quán cà phê trên phòng khách, rất là đã, cần số cũng rất là đẹp. Ốc nó còn 7 màu, bát đồ, bát móc thắng đồ nó còn 7 màu luôn. Nước sơn thì miễn bàn với con này, nó mới chạy có mấy trăm cây. Những dòng xe CDS này hiện tại giờ nó cũng rất là hiếm. Bên em cũng còn một số những dòng xe như CD Bentley 90, Cúp Tôm, anh em còn gọi là 82 á. 82 70 82 90 82 50, những dòng xe tay ga cho học sinh với lại chị em đi chợ thì Dio, Career, Cupy, những dòng cúp đèn tròn thì còn một con siêu cọp 70 70 81 70, cúp đèn tròn 81 70, và còn một số con đèn tròn FI đề cao, đèn tròn FI đề cao, với lại còn con 90 đời 205, 90 đời 205 đèn tròn màu mực, xe rất là đẹp, rất là xuất sắc. Anh em mà có nhu cầu sưu tầm những cái dòng xe cổ thì cứ vui lòng liên hệ bên em. Và cảm thấy xem mà thích con xe nào thì cứ vui lòng liên hệ, gọi em qua số điện thoại là 0979 396 007. Em sẽ gửi clip và hình ảnh chi tiết cận cảnh hơn qua Zalo hoặc là Messenger, Facebook. Facebook của em là Facebook Huy Huỳnh và trang fanpage của em là Huy Huỳnh Bình Dương. Đó, anh em cứ việc nhắn tin thì em sẽ sắp xếp trả lời tin nhắn cho anh em, tại vì số lượng tin nhắn của anh em cũng khá là nhiều nên anh em cứ việc nhắn tin rồi em sắp xếp gửi tin nhắn trả lời cho anh em. Trên trang fanpage thì anh em cứ việc nhắn tin hoặc bình luận trên đó thì em sẽ thấy và em sẽ gửi tin nhắn cho anh em. Trên Facebook trang cá nhân Huy Huỳnh thì anh em cứ việc nhắn tin luôn.
hoặc là bình luận em sẽ gửi tin nhắn riêng cho anh em cho nó tiện hơn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều đã xem và đã ủng hộ bên em trong suốt thời gian qua. Giờ đây em xin kết thúc cái clip này. Hẹn gặp lại anh em những clip sau. Mến chào anh em. Em mời anh em nghe một đoạn nhạc để thư giãn trong những giờ làm việc mệt mỏi. Mến chào anh em.